chưa từng tu học bốn niệm trụ chưa từng tu học bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chưa từng tu học pháp môn giải thoát không chưa từng tu học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chưa từng tu học mười địa bồ tát chưa từng tu học năm loại mắt chưa từng tu học sáu phép thần thông chưa từng tu học mười lực Phật, chưa từng tu học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chưa từng tu học pháp không quên mất, chưa từng tu học tánh luôn luôn xả, chưa từng tu học trí nhất thiết, chưa từng tu học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chưa từng tu học tất cả pháp môn Đà La Ni, chưa từng tu học tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chưa từng tu học pháp quả dự lưu chưa từng tu học pháp quả nhất lai bất hoàn a la hán chưa từng tu học pháp quả vị độc giác chưa từng tu học tất cả hạnh đại bồ tát chưa từng tu học quả vị giác ngộ cao tột của chư phật này thiện hiện nên biết chúng sanh như thế mới hướng về Đại Thừa. Đối với Pháp Đại Thừa, thành tựu một phần ít tin, kính, ưa, thích, chưa thường sao chép, thọ trì, đọc tụng tư duy, tu tập, vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hết quyển thứ 311